Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại khu phố đi bộ Hai Bà Trưng tại thành phố Huế. Hôm nay thì là ngày khai trương của khu phố đi bộ, thì mọi người đổ về đây khá là đông. Như các bạn nhìn thấy đó, thì tất cả mọi người dân đã tụ tập về đây để dạo quanh khu phố đi bộ này. Trong đó cũng có những người nước ngoài. Và để tham quan được khu phố đi bộ này thì xin mời các bạn cùng theo dõi video của mình nhé. Thank you.
Thank you.
We'll be right back.